Phải nói đây là con tai nghe đẹp nhất và mình thích nhất của Sao Biết từ trước đến giờ luôn. Vào anh cho. Đây là Sao Biết Clear, một trong những con tai nghe của Sao Biết gây ấn tượng với mình cực mạnh từ lần đầu tiên nhìn thấy em nó luôn, nhất là về phần ngoại hình của nó. Và giá của nó cũng rất là tốt nữa, 750k trên website của Sao Biết Việt Nam nhé. Và có những cái deal tốt đến mức mà em này còn có 550 hay là 590k thôi. Còn chi tiết hơn về em này như thế nào thì vào video thôi. Và luôn phải thiết kế đi, phải công nhận là em này nó đẹp và sẽ gây ấn tượng cực mạnh với những người lần đầu tiên nhìn thấy em nó. Nói đâu xa, bà chị Lucy nhà này, khi mình mới unbox em này ra thì bà thấy đẹp quá, hốt liền một em trên Shopee luôn. Quay lại vấn đề chính thì đây, mình sẽ cho anh em xem tổng thể của em nó nhé. Nhìn vậy thì anh em cũng hiểu tại sao mà em nó có tên là Sao Biết Clear rồi đúng không? Điểm nhấn chính trong ngoại hình thiết kế của Sao Biết Clear chính là cái sự trong suốt của nó, không chỉ ở nắp case mà ở phần housing luôn. Tổng thể thiết kế của con tai nghe này phải nói là mang một cái vibe rất là tương lai, rất là tác luôn, cho mình được cái cảm giác đây không hề là một con tai nghe giá tốt mà là một con tai nghe high end ấy. Nói trước về phần case đi, anh em sẽ có một chiếc case tai nghe dạng kén, nhỏ gọn với một cái chất lượng hoàn thiện rất là tốt. Bản lề cứng cáp và có một nấc cố định nhất định, khi mở ra hết hành trình thì rất là chắc chắn mà không có tình trạng bị sụp xuống ha. Lớp vỏ ngoài là nhựa kính, đương nhiên là trong suốt. Và anh em có thể thấy rõ chi tiết ở phần thân cây sạc. Phía dưới lớp nhựa này cảm giác như là một lớp da, tựa như là da bò sát ấy, với những chấm rất là nhỏ được sắp xếp đều tăm tắp nhau. Uầy, mình thích cái chi tiết này thật sự luôn ấy, nhìn cực kỳ đẹp mắt luôn. Dọc đáy thân máy cũng có dòng chữ Clear Sao Biết theo dạng pixel khá là độc đáo. À, trên case sạc cũng có nút hiện tình trạng pin cho anh em và nó sẽ thể hiện qua chấm đèn led nhỏ ở mặt trước case như thế này. Qua tới phần housing thì housing của Sao Biết Clear làm cho mình cảm nhận được đây là sự kết hợp của form ngoại hình AirPods Pro và ngôn ngữ thiết kế của Nothing Ear ha. Ngoại hình housing con này là dạng mút nhét tai, chọn size mút tai phù hợp thì anh em sẽ có được một cảm giác đeo rất là thoải mái với em tai nghe này vì nó nhẹ nhàng và mút tai cũng rất là êm nữa. Còn thân housing cũng mang đến cho mình một cái vibe rất là tech, trong suốt và anh em thấy được cả linh kiện bên trong housing như là bản mạch này, chip vân vân. Phía ngoài housing, cái phần mà khi mà anh em đeo tai nghe vào thì mọi người sẽ thấy ấy, sẽ có logo Sao Biết này. Bên trong vẫn là chất liệu giống như ở case tai nghe và dòng chữ Hear Your Imagination dạng pixel. Kiểu nhìn kỹ vào sẽ thấy nó rất là chất ấy. Và đương nhiên là điều khiển trên con này cũng là dạng cảm ứng chạm quá quen thuộc rồi. Nói chung, xét trong range tầm giá của nó thì không biết trong tương lai như thế nào, nhưng mà hiện tại thì mình đánh giá đây là con tai nghe top 1 về ngoại hình thiết kế. Phần nhìn thì 10 điểm, còn chất âm thì sao? Với driver dynamic 12mm, màn sinh học thì khi mà nghe nhạc với em này, mình mới hiểu rõ được cái chữ clear trong Sao Biết Clear không chỉ nói về mặt thiết kế không, mà còn nói về mặt chất âm nữa. Chất âm của Sao Biết Clear có được sự tách bạch và sắc nét giữa ba dải bass, mid và treble. Sao Biết vẫn sẽ đặt trọng tâm chất âm con này ở dải bass nhiều hơn và bass em này khiến mình ấn tượng hơn mình nghĩ khá là nhiều. Âm bass đánh sâu, rõ nét, căng và đặc biệt là ở đoạn cuối dải bass cũng lấy được một vài chi tiết của đoạn sub bass nữa. Tạo cảm giác giống như là nghe được âm thanh tái tạo bằng loa subwoofer. Dải mid không được chăm chút quá nhiều, rõ ràng nhưng mà cũng không quá nổi bật. Treble thì có phần sắc nét hơn. Vấn đề ở chất âm của con này là nếu như mà anh em nghe một bài nhạc có quá nhiều chi tiết âm thanh phát ra cùng lúc thì cảm giác nghe con này nó sẽ cực kỳ lộn xộn và ồn ào, hơi bị hỗn loạn một tí. Chưa kể là âm trường con này cũng khá là hẹp nên là khi nhắm mắt nghe thì âm thanh không rộng rãi và kẹt ngay trên đầu của anh em ấy. Cái này chỉ xảy ra với một số bài hát nhất định thôi. Nhìn chung thì đây là con tai nghe phù hợp với những anh em nào có gu nặng bass như là nhạc EDM nè hay là hip hop. Và nếu xét về mặt này cũng như là về tầm tiền này thì Sao Biết Clear thực sự làm tốt ở dải bass của nó. Sẵn vừa nói về chất âm thì anh em cũng có thể thay đổi EQ với những cái preset EQ có sẵn qua app Sao Biết luôn. Sẽ có 9 loại preset EQ khác nhau cho anh em lựa chọn preset phù hợp với gu nghe nhạc của mình. Còn không thì anh em cũng có thể chỉnh thủ công nữa. Còn nếu như mà không biết chỉnh thủ công thì anh em cũng có thể thử một tính năng mà dường như chỉ có trên các con tai nghe dòng cao cấp là Adaptive EQ. Tai nghe sẽ cho anh em làm một bài test để đánh giá khả năng nghe trên tai của anh em và cho ra một cái EQ phù hợp. Cái này thì tùy anh em lựa chọn thôi. Bên cạnh đó thì con này cũng có game mode. Anh em có thể mở trên app hoặc là tap vào tai nghe bên trái 3 lần để mở. Và ở chế độ này thì tai nghe sẽ giảm mức delay âm thanh xuống còn 90ms. Đây là con số không quá nhỏ nhưng mà vừa đủ để cho anh em chơi game. Nhưng mà nếu nói đúng hơn thì những con tai nghe có độ delay dưới 50ms sẽ cho anh em một cái trải nghiệm chơi game tốt hơn rất nhiều, nhưng mà có còn hơn không anh em ạ. Còn một điểm highlight khác trên em tai nghe này là em này có hai micro ENC hỗ trợ chống ồn để anh em có một cái chất lượng đàm thoại rõ ràng hơn trong môi trường nhiều tiếng ồn ha. Alo alo, đây là chất lượng âm thanh mình thu bằng mic kép ENC ở trên Sao Biết Clear. Thì không biết anh em thấy chất lượng âm thanh khi thu vào như thế nào. Mình đang ở một quán cà phê ngay mặt tiền đường chính, xe cộ đi qua khá là nhiều cũng như là tiếng nhạc của quán cà phê nữa. Thì theo mình đánh giá là cái vocal khi mà thu vào thì âm thanh nghe vẫn khá là rõ ràng. Tuy nhiên là vẫn nghe được cái tiếng xào nhẹ, xào xẹt khi mà xe đi ngang qua. Còn tiếng nhạc thì gần như là mình không nghe thấy luôn. Thì không biết là anh em có thích chất lượng âm thanh như thế này không? Alo 1234, đây là chất lượng âm thanh mà mình thu bằng mic của em Sao Biết Clear
thì không biết chất lượng âm thanh sẽ như thế nào trong cái môi trường văn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng máy lạnh như thế này. Với mình thì từ lúc nhận con tai nghe tới giờ là được 2 ngày, mỗi ngày mình nghe tầm khoảng 1, 2, thậm chí là 3 tiếng gì đấy thì vẫn còn pin khá là nhiều, mình sẽ cần một cái khoảng thời gian trải nghiệm lâu hơn để nói cho anh em nghe chi tiết về thời lượng sử dụng của em này. Tổng kết lại, Sabit Clear, điểm nhấn lớn nhất là sự độc đáo cũng như là khác biệt trong thiết kế của em này so với những con tai nghe khác trong cuộc tầm giá. Thiết kế mang vai cực tét với vỏ trong suốt từ cây sạc thấy rõ housing bên trong nè, đến housing cũng trong suốt thấy luôn cả linh kiện bên trong. Chất âm thiên hẳn về bass, điều chỉnh được EQ và có cả adaptive EQ. Mic kép ENC chống ồn cho chất lượng âm thanh tốt hơn. Bảo hành một đổi một trong vòng 1 năm, được phân phối ở rất nhiều đại lý khác nhau như là Sephone S và các sàn thương mại điện tử. Với 750k có chỗ là còn có 500 máy á, thì anh em thấy sao? Đây là comment cho tụi mình biết nha. Đừng quên like, share và subscribe cho channel của anh Z. Mình là Đô Phi, hẹn gặp video tiếp theo. Bye bye anh em.